Clip Hoài Linh khóc vì nhớ Chí Tài bất ngờ bị chửi bới miệt thị, nguyên nhân khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Đã 6 tháng kể từ ngày danh hài Chí Tài qua đời vì bị đột quỵ tại nhà riêng, khiến đồng nghiệp và công chúng bàng hoàng tiếc thương. Thời gian gần đây, dân mạng bỗng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nghệ sĩ Hoài Linh đang ngồi lắng nghe bài hát Nhỏ ơi, ca khúc gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ Chí Tài. Có thể thấy, mỗi giai điệu ca khúc này vang lên cũng khiến bao trái tim thổn thức và nhớ về một nghệ sĩ tài ba vừa chơi đàn guitar vừa cất cao tiếng hát dạt dào tình cảm. Theo đó, trong clip, nam nghệ sĩ được một fan thổi sáo mến tặng, chỉ sau vài nốt sáo ngân lên, danh hài nghẹn ngào vì nhớ về người bạn quá cố. Nam danh hài cố gượng cười chia sẻ, bạn ấy tặng bài này cho Linh đó, tự nhiên thổi cái bài này. Như những biểu cảm của danh hài, người hâm mộ như hiểu hơn về tình bạn sâu đậm như tri kỷ của cả hai, chỉ tiếc là người bạn thân đã không còn bên cạnh. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là dưới clip bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận công kích và xúc phạm nặng nề nghệ sĩ Hoài Linh. Một bộ phận khán giả quá khích đã có những lời lẽ không đúng mực và có dấu hiệu đăng tải trên những bình luận chưa được kiểm chứng. Nhiều người, nguyên nhân dẫn đến nhiều bình luận tiêu cực như vậy là do lùm xùm của nam danh hài và bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng là vôi. Có thể thấy, ồn ào này đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và danh dự của nam danh hài. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều khán giả đã phản pháo lại những bình luận miệt thị và bênh vực Hoài Linh, cho rằng mọi người không nên dễ tin vào những câu chuyện một phía chưa có bằng chứng gây ảnh hưởng đến danh dự của nghệ sĩ Việt.